Vâng, shop Tuấn La lại gửi lời chào là kính chúc toàn thể các bác, các anh em đam mê đi gãy gà rừng, bẫy cu gáy, anh em đi đam mê đi bẫy chim. Hôm nay thì tiếp tục giới thiệu đến các bác hai cái mẫu lều ngụy trang dành cho anh em đam mê đi bẫy gà rừng, bẫy cu gáy. Thì đầu tiên em cũng xin giới thiệu sơ qua về cái phương thức giao dịch bên em. Để anh em mua bán vui vẻ thành công, các bác điện trực tiếp theo hai số điện thoại chính của shop để đặt hàng. Shop em đến từ Bắc Giang, luôn luôn là giao hàng tận nhà. Nhận hàng các bác được quyền kiểm tra hàng đúng sản phẩm, các bác thanh toán tiền nhé. Hôm nay thì em sẽ giới thiệu chi tiết để các bác tham khảo kỹ. Đầu tiên là bên em sẽ có hai mẫu lều ngụy trang màu lá cây khô xen lẫn cây tươi, như anh em thấy trên hình đây. Đây là một cái mẫu lều cao 1m và 1m2 nhé. Đây lều cao 1m. Đây. Một cửa chính anh nhé, một cửa chính và ba cửa sổ. Đấy, khi các anh em nhận hàng thì nó sẽ đựng trong một cái túi lều như này nhé. Đấy, đựng trong một túi lều này. Phụ kiện thì nó có túi đeo anh em nhé. Đấy. Túi đeo và một bốn cái ghim anh em nhé, bốn ghim ở bốn chung quanh góc góc lều, bốn ghim bằng inox anh em nhé. Đấy. Đấy, các bác sử dụng anh nhé. Đấy, tất cả lều là đựng trong một cái túi đựng này và có dây đeo anh em nhé. Đấy, giá là 350.000 đồng anh em nhé, giá 350.000 đồng, miễn phí ra hàng toàn quốc anh nhé. Đấy, ba cửa sổ anh em nhé, một cửa chính và ba cửa sổ. Cửa sổ này thì như thấy trên hình đây là có màn tuyn anh nhé, màn tuyn màu đen. Đấy, để chống côn trùng, muỗi dĩn hay là những cái con côn trùng không thể chui được vào lều anh em nhé. Đấy, các bác gài lên trên này, gài trên này cho em anh em nhé. Đấy, gài trên này. Thì về cơ bản thì anh em muốn thoáng nữa thì các bác mà muốn ben thì các bác có thể là tự các bác quét lỗ anh em nhé. Đấy, quét lỗ để các bác ben hoặc là quay video, nói chung là rất tiện lợi cho anh em. Đấy, mẫu này thì giá rất bình dân, hai mẫu lều này thì giá như nhau nhé. Đây là cao 1m và 1m2, 1m2 bên này nhé. Đây 1m2 đây. Đấy, cao 1m2, rộng ở dưới đáy là 1m nhé. Giá hai mẫu lều là giá bình dân 350.000 đồng, miễn phí ra hàng toàn quốc anh nhé. Nhận hàng anh em được quyền kiểm tra hàng đúng sản phẩm, các bác thanh toán tiền. Và bên em còn một cái mẫu lều thủ công nữa anh em nhé. Mẫu lều thủ công hàng Việt Nam may thì bên em hôm nay không giới thiệu. Mẫu lều đấy thì dành cho bác mà muốn chơi cao cấp hơn là giá 600.000 đồng. Và tiếp theo giới thiệu đến các bác một cái mẫu lều, cái mẫu túi đựng lều nhá, ba lô đựng lều, ba lô vẹo lều anh em nhé. Nếu các bác mà đã chơi rồi mà cái túi lều bị hỏng thì anh em có thể mua thêm cái ba lô đựng lều này nhá. Ba lô đựng lều cũng là hình tròn, một ngăn chính và hai ngăn phụ anh em nhé. Đây một ngăn phụ này và hai ngăn phụ này anh em nhé. Đấy, để anh em về đựng lều lều, hoặc là các bác có thể mua cái mẫu này về đựng những phụ kiện anh em đi săn bẫy gà rừng hay bẫy cu gáy nhé. Đấy, bên em may thủ công này, hàng xịn xò anh em nhé. Đấy, có dây đeo đằng sau lưng. Giá cái ba lô đựng lều này bên em đang bán với giá là bao nhiêu? Giá chỉ có 250.000 đồng thôi nhé, 250.000 đồng, miễn phí ra hàng toàn quốc anh nhé. Nhận hàng kiểm tra thanh toán. Đấy, các bác nào đang quan tâm về cái dòng lều thủ công hay là lều ngụy trang, quần áo ngụy trang hay là đồ đi rừng, đấy, loa bẫy chim, phụ kiện săn bẫy thì có thể liên hệ trực tiếp bên em để đặt hàng nhé. Đấy, một cái video rất là ngắn thôi, em xin kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại các bác trong video lần sau. Các bác xem video thì cho em xin một like, một đăng ký kênh và chia sẻ anh em bạn bè cùng biết ạ. Xin chào, tạm biệt các bác.